Kem tươi. Không phải từ lòng trắng trứng. Cái món này các bạn bị dị ứng trứng hoặc là các bạn không ăn trứng có thể làm được. Để ăn rất là ngon. Nó làm từ nước luộc đậu gà. Và bây giờ mọi người coi cách làm của Liên ha. Liên học từ mấy website nước ngoài. Và ở dưới phần mô tả Liên sẽ đưa link cho mọi người tham khảo. Đây là đậu gà. Hũ đậu gà ha, chickpea. Thì mọi người chỉ ăn cái đậu thôi, cho mọi người không ăn cái nước. Mà cái nước là rất quan trọng với người nước ngoài. Khi mà các bạn luộc nước đậu gà, các bạn cất lại, các bạn có thể nấu súp, nấu canh, hoặc các bạn có thể sử dụng như lòng trắng trứng. Thì cái hũ này nè, là Liên lấy hết nước ra rồi. Liên đem Liên bỏ vô máy này. Thì bây giờ nó hơi đông đá đó, nó hơi đó. Thì nó hơi đông rồi đó. Đó. Rồi. Thấy không? Rồi cái em bỏ đường vô. Và nó thành kem rồi đó mọi người. Đánh rất là lâu. Nhưng mà đây. Thấy không? Thành kem. Đó, ai mà bị dị ứng trứng có thể sử dụng cái nước gà này để làm. Liên đánh chỉ có lòng rằm, chỉ có đậu gà, nước đậu gà và đường, 50g đường và cái nước từ trong cái hũ đậu gà này Liên lấy ra. Tại vì Liên coi trên YouTube của một số người nước ngoài đó, họ bày đó, thì có một số thì bày làm với cream of tartar và một số thì đánh không, thì Liên quyết định đánh không. Thì khi mà mình đánh không á, thì nó hơi nhão nhão, nó không có đứng lắm. Liên nghĩ là chắc là mình phải cho cream of tartar vô. Nhưng mà thôi, Liên chỉ muốn quay sơ cho mọi người hiểu. Đó là nếu mà ai mà muốn sử dụng cái nước để thành đánh thành kem, thành lòng trắng trứng thì làm. Vậy thôi. Chứ ăn thì nó cũng khá ngon. Cũng khá ngon mọi người nè, thấy không? Đó. Đó, nó cũng lên thành lòng trắng, cũng thành đó, thấy không? Nó cũng được chứ không. Đó, thành thử ra nếu mà mọi người muốn thì có thể Liên nghĩ chắc là mình đánh lâu thêm chút nữa cho nó đông lại, hoặc là mình dùng cream of tartar cho nó đặc hơn, chứ cái này đánh không thì thấy nó không đặc lắm ha. Cream of tartar là gì, để chút Liên xuống dưới nhà Liên lấy cái bịch cho mọi người nhìn. Đây, cream of tartar là cái này. Ở Việt Nam người ta sử dụng, ở Việt Nam hay nước ngoài người ta sử dụng mấy cái loại này để người ta đánh chung với lại lòng trắng trứng á, cho nó đứng cái kem. Thì một bịch mặt hộp của nó là 6, Liên chưa có xé bịch đâu. Đó, tại vì
mục đích của Liên là Liên đánh cái này thử là nó có ấy không, nó có đứng không, đứng thì Liên cho vô mà Liên chưa có cho, Liên vẫn còn bịch, vẫn còn nguyên bịch, sáu bịch, sáu bịch vẫn còn đây nè. Đó thì mọi người ha, đó. Một cách làm kem thuần chay. Đây là cái chén của Liên. Rồi bây giờ mình múc cái đậu gà chế vô không. Đấy. Rồi thì cái thật sự Liên không có đo, mà Liên đổ hết cái nước đậu gà vô Liên làm, rồi cái Liên cho thêm 50 trong một cái lon đậu gà này nè, Liên đổ hết nước ra và Liên cho 50 gram đường bột vô, Liên đánh thôi. Thì các bạn đánh nửa chừng, các bạn coi thử nó ngọt chưa, nó ngọt hay nó lạt thì các bạn thêm nha. Tại vì Liên nhìn cái lượng nước thì Liên biết cái lượng đường, đoán đoán vậy được. Bây giờ Liên sẽ nối cái video cũ, Liên giới thiệu về cái hộp đậu gà và cái nước luộc đậu gà nó ra như thế nào cho mọi người nhìn cho nó rõ ha. Đậu gà Liên ngâm qua đêm xong rồi sáng Liên bỏ trong nồi IP đó, nồi nồi gọi là nồi áp suất đa năng instant pot. Rồi thì Liên bấm 15 phút Liên luộc đậu. Rồi bây giờ Liên lấy ra thì trong cái nồi áp suất nó có cái nút, nó kêu là pin. Bấm cái nút pin đó 15 phút, Liên để cho 15 phút cho nó mềm lắm rồi. Và Liên thích cái nó mềm như vậy đó, nó bùi. Cái nước này nè là cái nước để luộc đậu. Các bạn đừng có bỏ, các bạn có thể lấy lại nấu canh hoặc là các bạn biết không, cái loại nó như vậy nè các bạn, người ta gọi nó, người ta đánh giá nó ngang với lòng trắng trứng, cho nên các bạn có thể sử dụng như lòng trắng trứng à, đánh cùng với một chút đường nó sẽ thành kem, kem chay đó, là kem mà cái dạng mà kem không phải bằng sữa và bằng cái nước này. Bỏ lên dâu trái cây ăn, nó kiểu giống như là một cái dạng như whipping cream, nó giống như kem tươi vậy đó. Hoặc là các bạn dùng cái nước này để các bạn làm chung với đậu gà thành chả đậu gà, hoặc thành giống như chả lụa, chả lụa chay nhưng mà bằng đậu gà. Hoặc là các bạn làm thịt gà chay, hoặc là các bạn làm bánh cookie, hoặc là các bạn xin lỗi, hoặc là các bạn làm cái bánh mà nó kêu là meteorite đó, giống như bánh lòng trắng trứng, nhiều thứ lắm. Đó là Liên nói sơ sơ là về ấy. Còn cái công dụng mà về chữa bệnh đó, thì Liên sẽ nói sau ha. Là cái nước mà nó lạc, nó nguội lại rồi đó. Nước gà, nước luộc gà nó nguội lại. Nhưng mà các bạn nhìn nè, đó, cái nước nó đặc, các bạn thấy không? Nó đó là lý do vì sao mà người nước ngoài đó họ xem cái nước này giống như là cái lòng trắng trứng vậy đó. Tại vì nó dẻo dẻo mà nó kết chín dữ lắm. Cho nên người ở nước ngoài người ta dùng cái này để mà người ta thay thế lòng trắng trứng và làm mọi thứ. Đó. Liên dùng cái nước dùng gà này và đậu gà để Liên làm ra thịt gà chay và chả lụa gà, chả gà chay bằng đậu gà. Sau khi nối video lại, Liên coi lại, Liên thấy Liên đọc lòng trắng trứng là meteorite. Tiếng Anh, tiếng U, nó kinh dị quá. Tiếng Anh của lòng trắng trứng là đọc là Miram. Ôi trời ơi, mà nó đánh viết khó lắm. Thì đó, thì Liên chỉ muốn
chia sẻ với mọi người là đậu gà, công dụng của đậu gà và công dụng của nước đậu gà luôn, và bột đậu gà đó, bột đậu gà, nước đậu gà và đậu gà rất là tốt cho sức khỏe. Giới thiệu thêm cho mọi người một loại đậu để mà ăn tốt cho sức khỏe cũng như cho những người ăn chay.